Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Em cũng đang rà soát chiếc van số 1080M hàng bãi có cái tên là IAQ để gửi cho em ở Long An. Và chuyến này làm rất dịch vụ và có lưu ý về vấn đề mà hạn chế về rú rít, cho nên là em sẽ làm đường mic số 2 thì để mà hạn chế rú rít. Ngoài cái việc mà tăng cái cấp độ chống hú thì còn là giảm cái tần số cao, tần số trung cao và cái tần số cao. Thì để xem là như vậy là cái khả năng chống hú của 1080M như nào. Thì để cấp độ chống hú là số 4 này. Để 4. Các bác thấy đây, 4. Đây là 4 nhá. Để 4. Và cái giải của Ezer các bác thấy rằng là giảm các cái tần số trung cao và cái tần số cao nhiều nhá. Và âm lượng mic là để là 40. Âm lượng mic đang để là 40 rất lớn rồi. Đối với 1080M âm lượng 40 là lớn lắm rồi. Và sẽ thử nhé. Thì 4 chế độ thì là vẫn làm là phổ thông này, sáng tiếng hơn này, dày tiếng định giọng này, và chế độ dì vọt. Bây giờ sẽ thử chế độ đầu tiên này. Âm lượng 40 là rất lớn đâu. Em nghĩ rằng là chuyên này cũng không sử dụng âm lượng 40 đâu. Bởi trên 1080M là nó rất là thoát tiếng. Và em thử thì em cứ để lớn vậy thôi. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 9 10 4 4 7 7 7 2 3 5 1 1 2 7 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
giảm cái giải, để giảm cái giải cao xuống rất nhiều nhé. 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 1 1 2 6. Và bây giờ thử một cái chế độ số 4 là dày tiếng định giọng này. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 7 7 2 2 5 6 1 1 2 6. Âm lượng rất là lớn đấy, bởi vì thử trong hú thì phải mở cái âm lượng lớn. Mặc dù là giảm cái giải cao rất nhiều nhưng mà chất âm vẫn bay sáng nhá. Đây cấp độ trong hú là vẫn là 4 này. Vẫn là 4 này. 4 này. Đây chế độ dịch vật. 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6 9. Âm lượng 40 này là rất là lớn rồi. Em nghĩ rằng là để em thử xem cái khả năng chống hú ở trên 1080M như nào. Thì đây là một chiếc vang số mà khá hay và có làm cái đường mix B. Đường mix B thì nó tương ứng với lại cái lỗ 1 và lỗ lỗ 2 và lỗ 4. Còn đường mix A tương ứng với lại lỗ 1, lỗ 3 nhé. Thì đây đúng là cái mà các anh em trước khi nhận vang số có thể là nghe được trước em test cũng như là thử cái khả năng chống hú của 1080M.